Tiếp tục thôi, có gì đâu. Phạt. Có siêu phẩm rồi anh ơi, có siêu phẩm rồi. Đang vui gọi thêm đồ chơi đúng rồi, đúng không ạ? Anh à, đang phê thì phải... Ô, lên 3 bot cảm xúc con giáo à? Em không rõ nữa nhưng mà... Phê! Xưa bữa này thời nào cũng thế, anh em nói khác rồi. Anh em cứ so đó tính toán nhỉ, anh em... Mình cứ pop ăn đấy, quan trọng đi đâu mà. Này, vợ em mang cho em ăn cơm cháy này. Chết thật đấy, để 85 cân rồi đấy, đùa. Ê, cái con shop này làm sao đây, con shop này vướng đấy nhỉ. Xem nào, có gì hot. Xem chăm con này có gì hot không nha anh em nhá. Ui à, bao tay 14-30 này. U 17-30 này, hệ thổ này. Sinh lực nội lực tươi luôn à. Mấy cái đồ này bây giờ bán lẻ lẻ cũng rất nhiều tiền nhá. Mấy cái đồ này nếu mà quy ra tiền Việt nha, anh em có thể bán được 500 xu đến một kim ấy. Có thể tầm 7-800 xu đến một kim đấy anh em ạ. Nghĩa là rơi khoảng tầm 50.000 Việt Nam đồng. Mấy cái đồ kiểu này nếu anh em chất chiêu, anh em mà đi trên anh em bán ấy, cũng bú. Ui, kháng hỏa 25 luôn, phôi đẹp. Bây giờ mà ra cái mũ phòng thủ đi 25 mới là thơm này. Đấy mới là cái thứ mà quan trọng này. Mấy cái đồ đó bây giờ anh Hà mới thèm. Đúng rồi, cái tráng 40 cũng nô 1. Nhẫn tráng cũng nô 1. Nhưng mà choáng là không có kháng hỏa. Đàn choáng mà là chịt kháng hỏa. Chưa gì đánh 10 con à. Ôi, anh donate em à. Anh donate ở đâu đấy? Em cảm ơn anh Phú nhá. Em cảm ơn anh Phú nhá. Anh donate ở đâu đấy? Em không thấy nó báo nhỉ? Anh donate banh à? Hay sao? Banh lỗi nhỉ? Nhưng mà chắc là anh donate là không xịt đâu. Thank you anh nhiều nhá. Ui dồi ôi. Cái này được này. Cứ giữ lại đi. Em cảm ơn anh nhá. À bây giờ mới được, bây giờ mới được, bây giờ mới thấy được này. Em cảm ơn anh Phú nhá. Thank you anh donate em 2 lít. Cảm ơn anh dai rất là nhiều, bú. Đấy, tuyệt vời. Anh Quang Phú anh ấy bơm ven em Amolet rồi. Lại có lực để đi gom lệnh bài boss rồi anh em ạ. Làm trận 30. Hôm nay làm 9 lít à? Hôm nay làm 9 lít à? Được 9 lít à? Ui dồi ôi, cái gì nhỉ? Nhìn khó chịu nhỉ? Đây là cho mấy con hàng này, cái làm chậm 30 này. Đấy. Cái giày này chả biết là phôi. Đâu có cho, nó vẫn cứ spam mà. Cho nó vẫn spam. Khổ. 39-30. Giữ lại đi.
hôm nay làm 9 lít, 5 lít của anh Hà, 2 lít của anh Quang và mấy anh em, mỗi anh em là khoảng tầm 50 nữa. Có tuyệt vời. Đâu, ở đây có quả Shopee này. Shopee với Lazada này, với N và M là cậu tẩy. Còn TikTok này là thằng nào không biết. TikTok này là một thằng phá hoại nào đó. Đây này. Ui giời. Đây này đấy, cho vũ khí này. Cho vũ khí cho nó cứng này. Được chưa? Cứng nha. Không cứng nữa chịu đấy. OLED cho bốc họ mà của lại là hùng sờ mai chứ ai. Không có thằng YouTuber nhỉ, nhảy OLED nhỉ. Thế mà tan OLED không. 15 của ông anh đưa OLED. Cái gì? 15 của ông anh đưa OLED đánh bốt luôn là sao? Server giờ dây chuyền kháng tất cả hệ gì ngon nhất à? Ngon thì em nghĩ là vẫn là hệ thổ, hệ mộc thôi. Hệ thổ, hệ mộc vẫn là cái ưu tiên nhất. Em nghĩ là vậy. Ok anh Hải Phạm ơi. Đánh 20 con. Ui giời 25. Đại phong đao. Đại phong đai. Đại phong đao hệ thủy. 520 đấy, mấy cái đồ này cũng bán ra tiền nha anh em nhá. Anh em nhá, mấy cái đồ này, mấy cái đồ này mình bán được cỡ 3-500 xu rất bình thường ấy. Hoặc mình ra bán tiền vạn cũng ok nhá. Mấy cái đồ mà choáng kháng hỏa ấy. Bây giờ võ đang cái nhiều ấy. Mấy cái đồ cứ có choáng kháng hỏa 1 hay 2 dễ bán. Đa số những anh em tầm trung hay xài cái bộ môn đó. Hay xài mấy cái đồ kiểu năm phá hành hỏa. À phá hành thủy. Hoặc là năm hành thủy ban đầu. Tại vì năm hành thủy ban đầu là có cái áo kim phong ấy. Tưởng đâu dây chuyền kim giá trị cao nhất á. Dây chuyền kim giá trị cao nhất. Nhưng mà cơ bản là cái bây giờ nếu mà nói nhá. Để mà nói cũng khó nói. Tại vì dây chuyền nào cũng có con cần dùng cả. Còn đối với em thì tại vì sao? Tại vì là dây chuyền kim cũng là dây chuyền mà đắt giá. Nhưng mà theo em thì em lại thấy vậy. Còn anh em thấy vậy thì anh em cứ nghĩ thôi. Cũng khó nói nhỉ. Dây chuyền kim, ôi cái mũ này ngon này, 19-30 này. Sinh lực này, đấy cái loại này cũng phải 500 xu. Mười hai mươi này thì không tính tiền nhá. 10-20 không tính tiền, cái 19-30 vừa rồi mới ngon. Đầu server thì em nghĩ là chỉ có dây hỏa là hơi là kém thôi. Dây hỏa là tại vì anh phải dùng là năm hành thổ. Dây thủy nữa, dây thủy thì ban đầu kém người dùng lắm. Dây thủy đa số là chỉ có cho thiên vương nữa. Ui thủy tinh này, thủy tinh này, ui đầu đánh mấy trăm con mới ra viên thủy tinh. Dây kim ngon mà. Nói chung là dây kim cũng không thua dây mộc với lại dây thổ đâu. Nếu mà để mà nói ba dây đó xem nào, chỉ có dây hỏa với dây thủy là đang kém người thôi.
Nhưng mà ý tại vì theo em thấy là dây mộc đa số được ưa chuộng là tại vì lúc nào cũng có người mua. Ui rồi áo này 40 thì ngon. Ui giời ơi, lỏ thế. Rồi hết son này anh em ạ. Ui giời ơi, hệ thổ này. Để lại đi, biết đâu lúc cần dùng. Đúng là dây kim thì ngon mà, em không phủ nhận dây kim là dây vớ vẩn, dây kim ngon mà. Cái này 40 thì tươi nhỉ, nhìn sinh lực nội lực kìa, cay chưa. Cái này mà phục hồi 40 thì đúng là vua luôn. Ui trời ơi, sao là phục hồi 20 hết thế này. Sao lại dây hỏa build cái bằng rồng thiên nhẫn vô đăng chuyển hóa. Sao lại dây hỏa build kiểu đó, dây hỏa build kiểu đó bẩn mãi. Rồi áo rồi. Ui giời ơi, thề luôn, chắc cái áo này cũng đang nô 1 đấy. Bây giờ nếu như mà bây giờ anh bảo là dùng mà dây hỏa là phải đi với cái áo này, vì cái áo này rất khó này, nên là cái dây hỏa rất khó kiếm. Đấy, cái này là đi với dây hỏa này anh em này. Đấy, áo võ đang đấy, đi với dây hỏa này nô 1 rồi đấy. Không nói nhiều nữa, cái đó chắc chắn nô 1 đấy. Em chưa thấy ai mà 40-40 đâu. Đúng rồi, dây hỏa thì vũ khí thổ. Ô, mộc à, kiếm mộc à. Nhẫn mộc kháng lội 30, 15 thôi à. Độc sát. Ôi, bó là mật tịch. Bú. Thơm bơ. Võ lâm một tịt. Võ lâm một tịt. Bú ngay 4 kim đấy anh em ạ. Bằng khoảng tầm 50 cái lệnh bài boss đấy. Thơm không, thơm không. Võ lâm một tịt nên là cái quan trọng đấy. Đúng rồi. Đúng rồi đó anh Huy Trần ạ. Anh Huy Trần là hiểu vấn đề đấy. Nó là như vậy đấy nên là nó bị kén. Ui giời, em nói với anh nhá, phôi nhá. Phôi nhá. Sau này anh Hà anh đánh cho 10.000 con boss thì thiếu gì thôi. Đúng hem. Nhặt bây giờ làm gì cho chật dương. Làm gì cho chật dương. Làm gì cho chật dương. Sinh lực thân pháp. Đúng rồi, bây giờ ví dụ như mấy cái quan trọng như hút hít thì mình giữ thôi chứ còn. Thôi 28, 17 à. Khi nào số view chín là đều gọi cứu hộ em một lết à? 911 à? Sắp rồi anh ạ. Sắp rồi đã. Vừa đặt áo nô 1 xong sẽ lại ra võ là mật tịch. Mấy cái phôi quan trọng như kiểu là phôi kháng tất cả ẩn 1. À trừ 1, à hiện 1. Để ép an bang, an biển gì đó.
Ui rồi, nhẫn này cũng ok này, cũng được. Nhẫn nó 99 giáp ô la. Xin đá kiếm cấp 10 à? Ok, lùi xuống đi. Xin đá kiếm cấp 10 thì ok, tí cho. Này, cho cái bọc cấp 10 này, đó. Sướng nha. Nhẫn thổ thì 5 hành hóa anh. Nhẫn thổ 5 hành hóa. 5 hành hóa hay 5 hành thủy nhỉ? Em không nhớ 5 hành thủy thì phải. 5 hành hóa hình như là dày thổ, 5 hành thủy mới là nhẫn thổ. 5 hành thủy, 5 hành thủy. Nhẫn thổ bây giờ đang được ưa chuộng lắm á. Thực ra là 5 hành hóa với 5 hành thủy dễ đi với nhau mà, nó dễ phá. Nó dễ phá với nhau lắm. Nó dễ bùi phá hành. Nhất là cái thằng 5 hành thủy. Đáng luôn đi. Nãy giờ không thấy ra gì nhờ, 100 cái này có vẻ như hơi lỏ anh em ạ. Là mỗi cái áo lỗ hũ ra nào. Đánh 50 con là chưa ra gì. Đánh cho anh Hà anh ơi. Ui giời. Sinh lực kia mà kháng tất cả 12 là cũng bú đấy. Ui toàn thổ đây này. Đây kiếm thổ đây. Đấy. Bú rồi. Giờ ra đồ may mắn à. Đồ may mắn cao mới định giá được chứ đồ may mắn thấp. Đồ may mắn bây giờ mà cứ dưới 3 thì cứ may mắn bây giờ cứ phải tầm 5-6 thì mới ngon. Mới bán được tiền nhá. Tất nhiên là cũng là vài triệu đấy. Không phải vớ bẩn đâu. Đại khái là may mắn mà cứ bây giờ em nghĩ là may mắn phải cỡ 6 đầu lên thì mới bán được tiền. May mắn 5 cũng tạm tạm. Nhưng mà thường bây giờ một là người ta sẽ đánh may mắn 27, 2 là người ta sẽ gom lại. Gom lại một set may mắn cao hẳn luôn. Nó sẽ lên một cái set may mắn gỡ ba mấy chẳng hạn, hay bốn mấy chẳng hạn, em không nhớ. Giờ ra cái khẩu thắng là 20 vua. Vua chưa? Còn 40 con lệnh bài boss này anh em ạ, cứ từ từ mà tận hưởng thôi. Đây rồi, nhẫn đây rồi. Cứ từ từ mà tận hưởng thôi. Dây đây. Cứ từ từ mà tận hưởng. Cứ từ từ mà tận hưởng. Từ từ mà tận hưởng. Từ từ. Anh cho xét hồi xưa dây thổ rất ra kháng đúng rồi anh ạ. Thằng hóa lê với anh em ở bang của nó ra phá lượng đồ thả bot ít thôi em á. Sao lại thằng hóa lê, anh hóa lê chơi với em mà. Ra anh có hiểu lầm thì ra anh thành viên ạ. Chết thật đấy. Thí anh đang không bật tuyệt ảnh à? Auto nó tự ấy anh ơi.
Còn Thiên Sơn không kìa. Ôi còn 10 phút nữa cơ anh ạ. 10 phút nữa. Anh Hóa Lê bây giờ làm gì có máy tính nhưng mà chơi. Anh Hóa Lê bây giờ còn chưa có máy tính mà chơi anh ạ. Cứ để auto nó tự búp thôi. Ui. Úi giời ơi, cũng được này. 19 thì xin được nội lực này, cho anh em. Nhấn chậm 40, nhấn chóng, cái nào đắt hơn á? À, tùy ra, tùy thời điểm. Tùy thời điểm, tùy giai đoạn. Em nghĩ hai cái nó cũng xem nhau. Nhưng mà về sau thì là nhẫn. Về sau thì em đánh giá là nhẫn choáng. Tại vì nhẫn choáng nó có 6 dòng. Nhẫn nó không có phòng thủ vật lý. Nhẫn hỏa nó không có phòng thủ vật lý. Còn nhẫn thủy nó đủ 6 dòng. Màn hình em là mãn Asus ROG Strix. Màn của em là màn Asus ROG Strix 240Hz. Ngày xưa em mua là mười mấy triệu ấy. Tại vì là màn của em là màn FPS mà. Em là game thủ chuyên nghiệp và PUBG nên là ngày trước em mua cái màn này để thi đấu chuyên nghiệp. Trang bị sắp hỏng rồi đấy. Nói kiếm đó. XG258Q chuẩn anh. Chuẩn XG258Q đấy. Thầy khéo biết đấy nhỉ. Thế thì anh, nếu mà anh biết thế là anh cũng là cực kỳ chuyên môn đấy, thực sự. Ờ nhưng mà anh Thành Viên và anh Hóa Lê đó. Ui rồi. Tốc 20-21 à? Cái này cái bang ở đeo có lên được tốc không nhỉ? Là ngon rồi nhá, là ngon rồi. Những cái câu chuyện là ngon rồi, là cũng là vua đấy. Nếu mà đi liên đấu là lên được một mốc, lên được mốc 81. Ồ. Ngon, đấy là vua đấy. Hoán nó có rồi hoán gì. Cái này em đang. Rồi, có cái bóng nó ngon rồi. Tươi rồi. Cái nó là anh ấy đang dùng nó 30 thì. Nhưng mà là vua rồi. Đấy là ok la rồi. Trong 100 cái này là có hàng tuyển rồi. Tốc 20. Hơi lõi mà không sao. Liên đấu ok à? Hoán kiếm. Kiếm cũng được. Nhưng mà nói chung là bổng thì em nghĩ là. Mà có phải của mình đâu mà hoán kiếm. Anh Hà anh thích hoán cái gì anh hoán. Em nói anh Hà để anh cây đó à? Cái đó anh phải tự liên hệ. Anh Hà anh không bán đồ đâu. Mua cả bộ 10 triệu chơi game này rồi không? Cũng bây giờ thoải mái thôi. Anh mua, anh chia ra 10 triệu, anh mua hai cái máy, anh chơi hai máy luôn cho nó vua. Máy phụ của em 4 triệu. Máy phụ của em là máy 4 triệu đấy. Máy phụ của em một cái máy là khoảng mười mấy triệu, một cái máy là có 4 triệu rồi. Chèo tẹt bồ. Hôm trước có hơi trục trặc ở cái khoản là xả hơi cái gì. Ôi 19-20 ngon này. Đấy mấy cái đồ nó mình bán xương mình kiếm được tí. Ơ cái lung linh cơn mưa ngầu. Xe vào này một máy nha, anh lốc được 8 mặt nha.
Một máy lốc được 8 mặt nhé. Chiếc hôn bóng xa vời. Ui giời, không cát có khi còn chơi được. Ui nhiều dòng đấy. Ui nhiều dòng lắm. Cái nhẫn thủy nhiều dòng lắm. Ui cái nhẫn thủy nhiều dòng lắm. Low bro blem. Low bro blem anh em ạ. Thề luôn, ạc thúy yên đít anh em ạ, ạc thúy yên đít. Thề luôn đi chứ. Lú như con cù. Đúng là nhiều dòng mà. Đúng là nhiều dòng mà. Đúng nhiều dòng không? Quá nhiều dòng. Lú như con cú thật. Xốp đi nhìn ngỡ ngơ mắt. À cho xe dùng này, cho cậu tẩy với có sắm còn cái nào. Canh quéo tỉ ok anh ơi. Được thêm gì chưa OLED à? Em vừa được thêm cái gì nhỉ? Cái bổng. Còn mười mấy cái. Được thêm cái bổng. Hiệu thuốc đang cần nhân đó à? Nhân vô dành à, em chả biết. Anh em cứ ra cỡ mà mua máy 3 đến 4 5 triệu đó. Kiểu gì cũng i3 gì gì đó. i5 3400 gì đó. Hoặc là i5 3000 gì đó. Chơi thoải mái. Không thiếu một dòng nào luôn. Ôi. Ơ nhưng mà hình như là mấy hôm nay không thấy anh lại là tôi đây nhỉ. Mấy hôm nay không thấy anh lại là tôi đây nhỉ. Gọi là cũng là một vua đấy, một ông anh một ông anh cực kỳ chất của em OLED hôm trước donate quả chí mạng em OLED mà không biết hôm nay anh bận gì. Tức gì được anh ấy vào bơm mấy củ vào mồm để thơm. Đó anh ấy bơm mấy củ vào để mua lại bài bóp lại nhẹ. Nhờ. Nó bơ ngay. Thế lại chơi full game, nhận đủ dòng mà toàn dòng SIDA. Nhiều dòng lắm. Mà nó là min off chứ không phải max off. Mở bát và chán luôn. Bóng giấy giờ được 10 kim mà không á. Em cũng không rõ nữa cơ. Quan trọng là người dùng. À quan trọng là người cần. Cái việc mua bán á, khó định giá lắm anh em ạ. Cái việc mua bán là quan trọng là gì? Người cần và người mua. Nó sẽ là một cái việc thương lượng với nhau. Và nó đưa ra con số chính xác. Đã là đồ ngon rồi thì Quế Hoa Tiểu ok anh ơi. Đã là đồ ngon thì bây giờ mình định giá nó hơi buồn cười đúng không? Ui hết lệnh bài rồi.
Anh hôm lớp là anh làm bên máy tính à? Anh hôm lớp làm bên máy tính anh dai. Em nghe anh nói là thực sự là em thấy có vẻ như là hơi chuyên nghiệp đấy. IT công ty à? Nói dào. Chắc chắn là phải am hiểu máy tính thì mới biết mấy cái vụ đó. Người thường không thể biết được. Cuối đời có gặp Lan không? Cuối đời có mở ra một quả dây chuyền không? 30-15 được này. Một quả dây chuyền này. Úi giời ơi phôi, cái này mà có tóc thì thôi. Mở bát cái dây chuyền này, này. Em giữ lại em mở bát quả cuối nhé. Còn 8 cái lệnh bài anh em ạ. À quý đấy. Nhận thổ à? 19-30. Ui sinh lực ngon đấy. Tuyệt cả là vời. Ui nhẫn này mới là nhẫn ngon này anh em này. Ui nhẫn này thổ vua luôn nè. Ui thổ đi năm hành thủy vua luôn. Mấy con võ đang thì thấy cái nhẫn nó thèm lắm. Ngon đấy. 19-30 luôn. Anh em đang đồng đánh thêm 500 con. 500 con ở đâu ra? Câu chuyện là năm cuối tẩy thủy kinh nhé, cuối đời gặp Lan. Đào hệ gì đấy? Ui, đào hệ thổ à? Kiếm hệ gì? Ui, thổ hết thế này. Tưởng kim hay cái gì thì bói cho sướng, toàn thổ này. Đấy, cho này. Nhẫn tính là 100 con sau ngon ạ. 15-20 kim chắc là gì mà nhẫn nó 15-20 kim. Nhẫn đó khoảng tầm vài kim, 2-3 kim gì đó thôi. Vãi cả nhà ấy. Anh Hà cũng đang đánh mà. Anh Hà cũng đang đánh đấy. Nó cho đưa cho em này, em content tí thôi. Kiểu gì anh Hà đánh liên tục mà anh em. Anh Hà 50.000 con đánh trong một đêm, à đánh trong một buổi tối. Còn 2.000 con anh ấy phải chơi, anh ấy cũng thích đánh bỏ sừ ra. À anh Hà cho nghịch tí là mừng lắm rồi. Tuyên hết bút, hết bot rồi anh em ơi, hết bot rồi. Hết bot rồi. Đúng rồi, anh ấy để auto mà. Em mà có đánh mấy nghìn con thì không phải auto ngay. Chứ sức đâu mà Mà bói tay. Mình ít mình bói tay cho nó hồi hộp. Sinh lực nội lực hết được mà. Kim là phải ra vũ khí. Đây ở đây có hai con kim và con gì nữa thì không rõ. Giờ đây rất nhớ. Gọi anh Hà bảo đưa em thêm 100 con nữa đánh đi đỡ buồn. Hôm đời anh em khổ thật đấy. Em là em anh Hà chứ có phải là anh của anh Hà đâu mà thích gì là được anh em, chết thật.
Anh em đúng rồi, bây giờ anh em cứ như em một lết là vua rồi, không được. Thế là sai rồi anh em ạ, à, không được. Hỏng hết cả bánh kẹo. Anh em ơi, em nói thật ra làm cái gì mình cũng cảm giác là tự vừa vừa đủ đủ thì mình mai mình làm tiếp mới thích. Chứ anh em mà đánh, em nói thật nhá, em đánh cho anh Hà nhá, nghìn cứ tầm 5-10 nghìn con anh em đánh chán lắm. Ui cái nó này, cái nó kim này, headbot rồi anh em ơi. Ui nó thổ mà. Đây chuyện gì đây? Ui giời ơi. Qua đây đưa 100 con nữa. Ok anh, ui giời ơi. Thế thì lại vua quá, thế thì lại vua quá. Ok anh ơi. Đây đây, đang qua, anh em bình tĩnh. Quá vua. Đấy là anh Hà này hơi, anh Hà này chiều anh em quá đấy, anh em hư đấy. Em nói thật với anh em luôn. Anh Hà chiều anh em quá, anh em hư đấy. Đây anh ơi, thả này, anh em nhìn bot này thả đây phải mấy chục con một lần. Chứ làm gì như em một lết thì thả 3-4 con một lần. Anh em nhìn thấy đồ rơi chưa? Đấy, đồ nó phải rớt như thế. Ba người bói, em một lết thì được cái gì? Nhưng mà chúng ta đang tập trung ở Long Truyền Thôn, đây mới là cơ sở và địa bàn của em một lết. Để cất mấy cái này vào đây anh em ạ. Không có nhiều quá, nó bị chật dương. Anh Hà thiếu gì tiền mà anh em bảo là anh Hà đi làm lập kênh làm YouTube. Vãi cả nho. Em cũng đến hỏi chấm anh em luôn. Và vẫn tiếp tục chứ. Có cái gì anh? Lú luôn. Em được bói lên này để làm clip làm nhiệm vụ cộng 5 tiềm năng như thế nào nhỉ? Anh lên YouTube. Anh lên YouTube search làm nhiệm vụ ẩn Oletter. Được chưa? Sẽ có clip hướng dẫn luôn. Không có cắn nào mà nó có, Ác Duyên có mà. Ác Duyên cắn rồi. Cái gì? Mấy thằng live stream bên Đị Mi. Long Tiên Hương Nang Hệ Thủy. 100 cái này liệu có hot hit không nha. Anh em cùng chờ đón xem 100 cái này có cái gì hot không. Có gì hot không. Lễ bà bí kíp mà. Lỏ nhờ. Hello anh Đỗ Văn Đông nha. Đỗ Văn Đô.
Tiêu còn tiêu không quyền giờ chắc nghỉ. Quyền bây giờ làm admin kiếm thế rồi anh ạ. Với 2 tiểu luôn này. Anh Hà là húp lọt đấy. Anh Hà là húp lọt đấy anh. Nghĩa là chủ ạc húp lọt tên là Hà. Thì là anh Hà đây. Đấy anh Hà Lê đây. Anh em kéo lên thấy anh Hà Lê comment đây. Đấy. Là anh Hà đây. Huyền tính mấy này? Huyền tính 5. Làm nghề live stream nó bạc lắm anh em ạ. Làm nghề live stream mà không có tiền để trang trải nên là mấy cái đội nó bỏ hết rồi. Quyền thì không làm live stream nữa, Quyền đi làm admin cho lắm tiền. Còn hàng công ở live đấy em cũng chả rõ là đi làm gì, nhưng mà hình như là đi ra ngoài mở quán kiếp gì ấy. Live stream bạc lắm, không có tiền anh em ạ. Được anh em donate thì mới có tiền, nhưng mà không được donate là không có tiền. A300AMG hút loạn là đúng rồi. Kênh của ông giáo là gì? Ông giáo thiếu gì tiền mà phải làm kênh anh? Đối những người như em không có tiền nên là mới livestream mong được anh em ủng hộ. Ông húp lọt đi, anh húp lọt anh Hà anh ấy nhiều xe, anh ấy có cả mô tô, anh ấy thích chơi cả mô tô nữa. Anh Hà có em không biết nữa, em thấy ảnh con GLB 35 gì đó, mẹ GLB 35, mẹ E300AMG, rồi con BMW cái gì á. Với một cái thằng chả biết gì về xe, mấy cái dòng xe sang thì bây giờ anh em hỏi em cũng chịu. Còn thầy Trường là Toyota Veloz Cross. Thầy Trường thì đẳng cấp luôn. No 126 gaming luôn. Anh Hà ở Đà Lạt anh ơi. Anh em mà đến Đà Lạt hỏi anh Hà ạ. Hà cũng biết. Nhất là về chơi xe mô tô. Với lại mẹ. Vãi cả anh Hà Yên Bái. Nhú luôn. Cái này mà có tóc thì tươi. Nãy giờ chưa ra cái gì nhỉ? Cái tên này chưa ra cái gì nhá. 40 cái chưa ra gì. Cô gọi em là tịch. Đúng rồi, chiêu trả Hà khác nha. Chiêu trả Hà của ban tuyệt mà. Ok, hello tất cả anh em nhá. Ồ, kháng lôi.
Ui bỏ qua né tránh 1%. Được cái quyển võ lâm mật tịch cũng bú á. Bọt gói quá. Cho ăn cơm rồi. Bỏ nghề đi xin anh Hà làm chân điêu đón à. Em tin nhưng mà anh Hà không nhận. Anh Hà bảo mày việc live stream nè. Có siêu phẩm chưa? Này hôm nay có một món siêu phẩm đẳng cấp luôn à. Xe thì quan trọng gì đâu, mình có CRV 2023 với con Camry cho vợ đi làm quá đẳng cấp rồi. Anh cứ nói thế. Đấy là anh thấy bình thường. Ui. Ui. Vãi cả áo này, áo ngon luôn này. 40-17 còn sinh lực 135 nhá. Lại còn không cần sức mạnh nhá, áo này ngon vãi. Holy fuck. Áo này mà là hệ thủy nhỉ, thì vãi chuối nhỉ. Áo này mà là nam nhỉ. Ok, hello anh Tun. Thấy rồi. Anh spam kinh quá. Tiên ở lộ đặc biệt à. Cứ thế là bú rồi. Ignore the backer. Trời ơi, tại sao anh em lại nghĩ đến một cái việc là vũ khí mộc nhỉ? Tại sao anh em không nghĩ đến một con thiếu lâm nữ nhỉ? Cái gì? Không chơi đội hải đi. Có cái kiếm đều này xin ra trên mã không à? Là sao nhỉ? Em chưa hiểu anh ạ. Em nói thật chứ bây giờ mà bảo quả kèo gọi là thằng Oletter livestream võ lâm này là em tao thôi là cũng đẳng cấp rồi đúng không? Đúng anh ạ. À. Thế mới vua nha. Búp cho con Thúy Yên là con Thúy Yên nó tự búp anh ạ, không quan trọng đâu. Kệ nó thôi. À thằng cu kia bảo anh chơi mô tô đội hải đi. Bán cây bổng không anh Hà kìa. Có người hỏi cây bổng cho anh Hà ấy. Hồi nãy em đánh ra cái bổng tốc 20 sát thương. Hòa mõm bây giờ làm chủ. Làm admin server rồi. Livestream nghèo lắm. Ai cũng đi lên làm chủ server hết rồi. Làm admin server rồi. Đâu có livestream giống em Olet đâu. Người ta bây giờ đi làm thì tiền hết rồi. Em Olet lại thích chơi game. Tao lại chưa cho phép sử dụng thiết la hán nhỉ.
Kỳ ghê. Ui giời, kiếm kim này. Ui. Này em bình tĩnh, đồ không mất được đâu. Với em OLED thì đồ không mất được đâu. Đây là em gọi là em gọi là đánh vu vơ ấy. Mà mất đồ nó mà chết đòn. Đây là dây chuyền này. Ui giời, sức mạnh 19 luôn mà. Thích đồ tươi này. Có đồ gì VIP thì có rồi anh ạ. Tí nữa em tổng kết đồ nhá. Khi đêm nay Hòa móng chơi game một tuần bảo xe còn chưa đến một tuần gì open một lần. Chắc là khứa chim mơ không qua, không vượt qua được dịch. Ê, anh lại nhầm. Streamer thì đợt dịch mới là đợt ngon. Đợt dịch mọi người ở trong nhà mới là đi xem livestream với chơi game. Thề với anh luôn. Đợt đó chỉ có, đợt đó là những người nào mà gọi là đang không có điều kiện thì mới vất vả thôi. Chứ những người mà gọi là đang có điều kiện, gọi là có tiền đi, là đợt đó là một cái dịp để người ta gọi là chơi. Nói thật với anh luôn, nhiều tiền mãi mới có đợt để tiêu. Đợt đó anh Hà, đợt dịch cho anh Hà chơi cửu âm thì anh Hà nạp mười mấy tỷ liền. Mười mấy hay hai mấy tỷ liền chơi cái kiểu âm gì ấy. Thấy anh em bảo thế. Thế riêng cái ạc, một cái ạc chính của anh Hà chơi kiểu âm nó nạp mười mấy tỷ rồi. Mấy ạc khác cũng vài tỷ, vãi lọ. Ước gì mình được cái số tiền của một ạc đó thì mình xây cái nhà rồi. Mình cũng gọi là ô văn kê rồi. Có khi mình lại từ bỏ nghề livestream mà mình cũng thành ông vua một cõi à. Em mà có tiền em mua một cái nhà, em nuôi 5 con chó em làm vua. À. Em thích nuôi chó lắm nhưng mà nhà hẹp, nhà nhỏ nên là không có không gian nuôi. Úi 26 17 này. Được. Tính lực này có khi mình là cưỡi con dầy này đấy. Úi giời. Ủa. Cái gì kinh anh? Còn 20 con bot. Tơn này có vẻ như là đuối rồi anh em ạ. Hết giờ đỏ rồi. Đồ bây giờ có vẻ qua từ lúc qua 12 giờ là đồ có vẻ như đầu khắc. Anh Hà là húp lọt, còn tiêu sở hà là Phạm Quân. Tiêu Sở Hà là Phạm Quân. À, tận 20 tỷ hơn anh ạ. À, đầu vai quá. Oh no. Tiêu Sở Hà không dính dáng để đến OLED đâu à. Đối chậm luôn đấy chứ. Quánh nhau sứt đầu mẻ chán luôn đấy chứ. Mình mà có chục tỷ đốt cho các cụ cũng lâu.
Nãy giờ đồ phèn nào, nãy giờ đồ như như cái gì ấy. Kiểu em vào lết mà cứ kiểu nhiệt nhiệt lên là em bói đồ mới ra cái gì. Nhưng mà đồ mà kiểu đang buồn ngủ hay là cái gì. Đen à, có dây chuyền này mà đen à. Ồ. Không có kháng tất cả lần. Hết số rồi. Có bao tay được này. Không nổ rồi. Đen này anh em ạ, là cảm giác không có gì à. Chứ không bấm nhặt là phải con này đánh mới nhặt được. Mười cái lách bài bot nữa. Lâu nay cứ tưởng chưa cả hà, dở quá. Đánh kiểu voi voi. Đánh mới đã. Nhờ 400 cái chưa là cái gì đâu anh ạ. Ồ áo này, áo nghe nói cậu tẩy không cần cái áo này này. Này để giữ lại cho cậu tẩy. Ồ cái nến này. Nó cũng giống như thủy tinh thôi. Rồi, số lệnh bài cuối cùng. Không nổ hũ à. Tiền thảo lộ đặc biệt. Hết gà, hết số, thôi ngừng đi. Thì còn nữa đâu. Đánh hết rồi. Được hai cuốn bó là mật tịch. Ui à. Nó đánh nãy giờ trả ra cái gì luôn. Không đi ngủ với vợ à? Em mới làm đăng ký kết hôn thôi, chứ còn chưa cưới. Với vợ em bây giờ ngủ ở đây, ngủ đâu chả được. Chẳng qua là ngủ ở bên ngoài thì gần chỗ sáng mai vợ em làm hơn. Chứ vợ em mà làm dưới đây thì em bế về nhà đi ngủ rồi. Ô, cuối đời gặp Lan này. Có ngay quần tẩy thủy kinh cuối đời luôn. Ê. Ô, nến đây này. Có dây chuyền này làm nên tất cả này. Ui, bằng sắt nội à. Cái này là cái kim đúng không? Tóc sát thương. Ui giời ơi. Có mà tóc. Vợ em sinh năm 2000. Nổ này. Nổ. Sinh lực nội lực. Vứt lại đây đi. Rồi bây giờ em sẽ vào con Dĩ Yên anh em nhé. Dĩ Yên cũng là một đống đồ. Có cây kiếm lỏng cấp 10 nào? Hình như là không anh ạ. Bên này kia không có. Ok.
Đấy, được tí em bây giờ em review đồ nhá. À em gì? Em tổng kết đồ cho anh em xem nhá. Nhiều đồ lắm đấy, tổng kết cũng mệt. Ok. Đấy, bây giờ đi qua con kia đã. Đó. Cái con này có những cái gì nào? Vừa bút 100 cái không có gì hot là 100 cái này cả anh ạ. Xem nào. Ui giời. Sáng 20/19 này. TikTok 30 này thì cày tiền cũng hợp lý đấy. Ui à. Được đấy. Xin đào cấp 10 ở cái đào này chẳng lẽ đi cho. Đào này thì không xin được rồi. Ồ, oh, cái kích này bán được tiền này. Ồ, oh, holy fuck your shit. Oh my baby. Vua đấy chứ. Ồ, oh, cũng giữ được nhiều đồ này. Đây là cho cái bóng này này. Đó, hết nứng nha. Ồ, oh, đây là cho cái đai này. Đó, hết nứng nha. Ồ, oh, cũng nhiều đồ đấy chứ. Quan trọng cái bao tay nè. Đây bây giờ nó có nè. Ok.